Vô. Ui, con này cũng quang đẹp lắm anh em ạ. Con này cũng quang đẹp phết, qua tôi mở ra xem thử. Xong rồi tôi vẽ bậy lên, không biết quang có nhận ra không, nhưng mà tôi vẽ nhỏ lắm. Chứ là hôm qua tôi mới làm rớt xong hay sao ấy, rớt cái bông tai của ông Zoro sao ấy. NANI? Ê, đó là cho rồi, ông cho tao tiền, ôi trời ơi. Chín nói, tiền cho ba. Nếu tao là má nuôi em tao cả nhà từ chén cơm con cá. Nhà người ta làm việc 24/7 đối với tao là người số 1, luôn luôn là má. Ê, I number one. Cái bản thân mình một tay làm tất cả vì đàn nẹ cho gia đình, luôn tuổi lặng thinh, bao gồm luôn cái việc tao bị mời phụ huynh. Đó là mẹ tao, một người mẹ tuyệt vời, có vất vả đến đâu cũng than nửa lời. Yeah, khổ mẹ chịu để chữa từng khoáng từ gian cơn đau yếu, tao mới bắt đầu hiểu sinh thật nhiều. Tình mẹ thay đổi, giống như bà hai chị bới sáng tối thì cuối cùng với tao mẹ vẫn là vô đối. Yeah. Ngốc đi chưa? Ngốc đi chưa? Giờ đó chưa đi đâu? Đi mẹ. Nó chịu vãi lồn tề. Mà vô đây làm lồn gì không? Quăng á. Tao vô đồ má để cải thiện răng đồ. Ông má mày. Vô đây. Vô đây. Oh no. Ôi thằng lồn này bạc hai à. Địt mẹ. Rác rưởi. Đi đường nè, đụng vào đây đi đường nè. Cái thủ chuyên nghiệp bạc hai. Rủ Quang á. Ôi Quang hết không biết chơi với bọn mình anh em ạ. À. Quang vô này thì người có tiền mà. Đồ má đẳng cấp đéo trên lên. Quang bây giờ thì mà chỉ chơi với người có tiền thôi. Quang bây giờ là vậy nè, phải đi xài tiền đi rồi mới bằng lại tụi mình. Chẳng gian hạn là anh chip mày. Đang Quang bắt đi tiêu tiền rồi cho nó bớt rồi. Quang làm gì chơi những người không có tiền như mình anh em. Tỷ 2 mà. Phải đi tiêu cho bớt chứ. Không phải cà khỉ á, nhưng mà thật, nãy lương về thì mẹ mình lương chưa về cái kháy mình nó khinh khinh ấy. Kiểu như chơi mình không có tiền ấy, thì là khó chịu vậy luôn. Đấy, người có tiền nó khác lắm. Đồng tiền làm thay đổi con người mà anh em. Mùi tiền đồ mà thở cái là ra mùi polymer. Mà nó lại vừa đặt mấy chục con. Trời ơi mấy chục con gì bạn, đủ má chơi nhờ, chơi qua tới tỷ lệ 1-1 rồi bạn ơi. Mấy chục con bé thêm điện bảo quả 1-1 nữa. Hôm bữa mới mua con Luffy 1-1 48 triệu mà. Chắc quả lồi. Mà bắn để khắp cả phòng luôn mà. Vãi đài. Thằng cáp chơi không? Cáp rồi. Em 10 phút nha em ra nét. Ôi thôi chia tay. Thôi được. Đủ má. Mẹ ở nhà mẹ mày luôn. Ở nhà đi. Mẹ ra hết làm đéo gì. Mẹ nhà đi mẹ ơi. Anh Bạch Kim ở anh ốc. Trời ơi. Đây rồi. Đây là bột đây rồi. Bột đây rồi. Bột đây rồi. Anh Bạch Kim mẹ. Bạch Kim 2kk chéo. Bạch Kim 2. Bạch Kim 2. Ủa sinh năm bao nhiêu á nhờ. Em sinh năm 97. Anh sinh ách. Ôi chết mẹ rồi. Khắc hệ. Điệt mà đéo được rồi. Tụt răng. Chính bảy mệnh gì á nhờ? Em mệnh Thủy. Ôi chết mẹ rồi, Thủy gặp hỏa tèo rồi. Thôi anh em mình đừng đi chung anh à. Anh mệnh Kim bù lại được mà anh mệnh. Ôi trời ơi, thằng lồn này khác hơn nữa. Điệt mẹ bật tay khác hệ Kim rồi mà. Kim cái lồn bị nó mệnh hỏa. Rồi 94. Vậy thôi, tao mạng Việt Nam Mobile. Nhưng mà Kim với Thủy lại hợp này. Đấy, Kim với Thủy đi. Anh em mình đi chung anh ốc ơi. Mà đủ quá, tại sao anh chưa vô game rồi. Đó, đủ má chơi hết thì phải xui xui rồi đấy. Chưa hết nó xui xui rồi đó. Bên đây có dư súng không em? DMR có cái cây, cái máy tư. MRD SR thơ. Uầy, what's up ba bóp ba? What's up man? Có cái SKS trên nhánh mì á. Nhà nào? Nhà bánh mì nhà nào? Này. Lên lầu rẽ trái. Thấy biển cấm đáy rẽ phải. Thấy rồi, thấy luôn. Ơ, qua gặp team bột này.
qua bán gần bầu. Sao mày hôm qua bán tim Wendy? Chơi bắt nè. Qua anh bán tim Wendy đi một vài với cả là 7 căn vải lầu. Lớp mạnh đấy, đủ má. Ôi đúng nó ngoài đội đây đẹp phải lồn nè anh em nếu ở à. Chỗ này đẹp phải lên. Có gara. Chú chín chín bạn ơi. Dạ đủ. Lâu nào bắt ké vậy? Ra. Nhà bắn. Lộn thế. Sao đang đốt đồ mà. Nó tông vô nào vậy bạn? Đâu nó đây, đây bạn ơi. Nó tắt máy xe. À bạn, bạn một tiếng rồi nó tắt máy xe luôn à. Đéo hú gì hết, để mình ra mình bắn cover. Không, không kịp hú tại vì nó gần quá. Trời ơi. Ở đây có cái giáp 2 mới là lấy luôn đi bạn ơi. Qua đây qua. Nó ủa nắm không có nước à? Mở từ từ đi, không cần nước đâu. Nè lấy lon đi anh, một lon thôi. Lon cái ngày đâu, anh đừng có đòi. Anh uống đâu đồ mà yên tâm đi, anh uống đâu. Trong top 5 anh em ơi. Ấy da, lon anh cái to này. Lon. Lon. Để thấy nó đâu nó bắn luôn. Ôi. Lon. Ê ngồi đó bị cần thôi anh. Nó đâu có nhìn qua đây đâu. Anh thấy cái lon nước của em giờ có tác dụng rồi đó anh không? Ở trên kia đang đủ á, đang ba chạm gì mà nó chĩa xuống dưới đây nó bắn anh được nếu hiểu. Người phải xuống giật mà. Mày cố anh tiếp nè bộ đây. Ok. Dạ. Trời ơi là trời. Thiệt luôn à. Thôi ông ơi đủ má bố mình xin mày ông ơi. Mày cố anh tiếp bộ ơi. Chết nè. Chết thằng lẹ. Trong hầm con người, trong hầm con người. À dạ, ốp anh ơi. Thôi, thôi, xin đấy, xin hai anh em đấy, địt mặt. Quái cá lồn thật. Đừng, địt mà, biết đâu. Địt mà, ốp, 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 ốp. Nó bắn vô người, nó bắn vô người. Cú ơi, cú ơi. Cú qua có lại, có lại lòng nhau, bình rượu. Anh em mình ở trong nhà không mà lòng mới dựng bị nóc với chó vậy. Lòng má, nó bắn thế mà nó dẫn nóc được mình kìa. Lòng này. Bắn vô giáp à. Địt mà cay đó nha. Run. Đá, đừng có block. Địt mà. Trời ơi, chỗ đó bị bắn, mày còn ra nó đứt nữa. Địt mà. Vô đi. Ui, địt mà tiên, một lý chết. Tóc chết rồi. Còn máu không? Còn máu không? Điệp mà chấn hương hết rồi. Cho này, em cho này. Chấn hương hết rồi, chấn hương hết rồi. Cảm ơn bột nha, cảm ơn bột. Chết luôn rồi bột ơi, chết luôn rồi bột ơi. Chết rồi. Trong nhà vệ sinh em bên còn một thằng lẻ mới chạy vô nè. Ít nhất một nha. Hiểu hiểu bột ơi, hiểu bột ơi. Đừng đẩy nữa. Sao? Sao gờ hai viên, sao gờ hai viên. Chưa qua phải rồi. Đang bẻ cánh nè, đang bẻ cánh nè. Chứ mặt Uno luôn, chứ mặt chứ mặt ốc luôn á. Nó đi rồi, nó đi 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 bẻ hẳn phải rồi. Ơ, nằm đây nè, đi mẹ. Cái lồng ma mày. Chứ mặt tao, đủ nó nằm đây nè. Bên em ơi, hai thằng ai về, một thằng lẻ đó thôi, một thằng lẻ đó thôi. Chết lẻ, chết lẻ, chết lẻ. Hai nhà vệ sinh, chỗ gốc cây em bên này, ngay gốc cây em bên đi. Ông chết. Cuối bên gốc cây bên trái, nè anh xin hết, gốc cây bên trái. Cái nào? Chỗ bên này anh ơi, nghe bên. Ây, baby. Tao à, bố láo. Đập bọc ngay đi. Ờ, nóc được kêu nào không anh? Được một kêu. Lồng ốc nóc 4 lần cái lồng má này. Nóc 4 lần để đâu đồ mẹ. À. Nó là nóc trong chủ đích mà, nóc cho tụi nó đồ mẹ khinh địch thôi. Có những bột khác ngay. Tiền về.
Ủa cộng 33 điểm bao giờ không? Điểm mà. Má lên răng luôn này không? Được cộng 22 điểm vậy, mà 26 vậy. Đích 5 kill dám. Bột nó biết bắn ấy. Kiểu như nó mở cánh dễ bắn qua đây. Tao cũng mở cánh nè. Ơi mềm mà. Điên không? Tao đéo chết cho đó làm sao tụi mày biết có thằng ở đó được. Ui, map này khó à. Anh em mình bơm máu nhiều lên lấy chỉ số được nhiều điểm lắm. Để tao đứng, tao vào bộ Vinox để bơm máu á. Lại map này. Bay đi, nhảy cũng ơi. Chấm hai, nhảy luôn. Có điểm được mẹ, có điểm hồi phục quá biết không? Thì căng vậy bro. Căng gì bro, chai hàng vậy bro. Ừ. Đi chứ bro. Nhảy vô đồ bút cam chứ bro. Alo bên này nè anh Ốc, qua đây giặt ba lô 2 đi anh. Nhà có anh mới nhặt rồi. Mới nhặt được rồi sao anh không nói em? Ờ sao xin lỗi anh xin lỗi. Bắn chung nó lấy đồ tiếp. Bắn chung nó lấy đồ tiếp hay là nó lấy đồ của mình anh? Ai biết. Mình sẽ lấy đồ rồi em. Bắn chung nó lấy đồ. Lấy đồ ngốc á. Ôi đủ mà bị chi phối bạn ơi. Mình đang xịn nè anh. Hai cái luôn bạn ơi, đủ hai. Really nigga. Vãi lộn xịn vậy. Bảy B đủ má tí nó ra nó bắn cho đủ hết bảy B luôn. Lên xe anh đèo. Đấy. Thôi chết đấy, đi mà đừng đi bụt, chết đấy, địt mà. Nếu như không chơi anh nghèo thì lên xe anh đèo. Đây. Kim Kim sinh thủy đúng không? Đây anh ơi. Ai nhận được cái lái đi chứ anh. Sao lại Kim là sinh thủy vậy? Một cái đây, bạn chấm cho, chấm hai. Sao mày chấm hai đi? Anh ơi lấy sao không anh? Anh chạy đúng rồi. Nè, sao đi? Không. À, chạy đi, chạy bắn ca, chạy bắn ca. Đó, ông ấy. Sao, mày... đẹp vậy. Nó lừa, cái cây mà. Nè, nó chờ X6 đạn 5, phải lồn thiệt. Sao đạn 5 là sao? Sao gì đạn 5 á, đồ. Ok. Nè, anh chơi trên nách, cảm ơn đạn xịn anh. Bạn xịn vãi lồn luôn. Xịn vãi lồn. Em hận liệu mà em chi vậy? Thôi ừ. Mình đã lấy tiền điểm rồi, mình đã không lấy rồi. Có thấy thằng nào bên kia đâu? Thằng lồn mà nó trâu dữ vậy. Nằm kìa vào đâu. Trời ơi, chúa ơi, đụ má mô Phật. Nó đông quá. Ơi bắn nó vội quá, ta đang bắt nó mà. Có thằng bên kia xin lấy ơi. Hai thằng anh ơi. Có hai thằng chỗ tao lượn á. Thấy nó này bên đâu ơi, 350 này. Có đẩy lên video à. Này sau lưng tiếp khác bên ơi. Đừng đấu Vino ơi, đừng đấu nữa. Xin đánh lên này. Đâu mày đâu, đụng á. Đâu là chết. Ôi thằng kia nó trâu dữ vậy. Còn không? Còn thằng cuối. Còn thằng cuối. Ồ, bị kết rồi. Hướng đâu 4 thằng. 4 nè. 4 vậy là còn 2 lẻ đó. 2 lẻ bên trên đồi trái luôn á, xin đánh bên hướng nhà mày luôn á. Đây nè, nó đây nè. Ừ đúng rồi. Mày giết hai đó là top 1 luôn. 2-3-3. Ờ rồi. 2-2 anh ơi. 2-2. Ai trời đất, thằng đó lẻ. Một cuối đang cứu. Một cuối trong nhà Spino. Trong nhà đang cứu anh. Chắc. Không, nó cứu hết rồi, một cuối nó phơi mời. Nó phơi mời, còn một cuối trong nhà thôi. Từ từ. Cái lồn má nó. Tao tưởng, ôi nó nhìn tao lâu đó giờ. Nhìn tao lâu quá lồn ấy. Lúc đầu nó đang chạy. Nó nhìn mày. Lúc đầu đang chạy. Ôi đi con mẹ 2 kill. 2 kill à. 8 kill à. Mà đúng là ốc để ngu mà cái lồn má nó. Đang đẩy qua đây bắn cứu Pino, bắn cứu xong rồi lùi lại.
ăn đậm. Ôi, nhảy đây đi. Quả lồ mà chắc kèo vậy. Anh bắn với bạc ti đồ má khủng khiếp, hôm qua là toàn nhảy ba chón không á. Ủa hồi nãy có cái tay cầm ở đâu quá nhờ. Mẹ nó. Tay em cu nè anh, cầm không anh? Ok em ơi, anh thích cầm cu em ơi. Mấy cái tay cầm không? Cầm cu em. No, rồi. Tay cầm cu, you know. You know, cu em. Đi đi mấy bro ơi. Hết. Bùm 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 bùm. Bum. Rất hay quá. 2.2. Ủa đúng cái xe này phải của mình đúng không ta? Xe đó của em anh trai. Anh chạy gì chiếc xe này còn có 2/3 cái máu vậy anh ốc. Anh bị bắn, anh bị cái lan can bắn em ơi. Anh bị đụng á. Sao bo đụ quá xấu quắc vậy? Cái con điện bắn nè, lan can bắn nè, đụng ghê vãi lồ em. Bo này kèo dưới rồi mấy bro ơi. Lên đi mấy bro. Em ơi, bị bắn, trái bắn. Phải có khói. Phải có người. Sao vậy? Phải có người. Ở đây cũng có người luôn mày ơi. Lùi. Má đây cũng có người luôn mày ơi. Má ở đây chết chấp nhiều quá. Đất ở đây bị chết chấp. Nó bắn mình đổ xe mày ơi. Ây da, nó bắn vô đầu tao rồi. Lên nhà chấm 1 đi mấy anh trai, lên nhà chấm 1 đi mấy anh trai. Em gái. Nổ xe anh trai ơi. Nổ xe. Vô nhà bắn thái mẹ nó anh ốc ơi. Được em ơi. Nhìn sau lưng đi mấy anh trai. Trời ơi, đủ mấy sau lưng cái ly đâu mà cứ đâm thẳng cái quầy vậy. Đội này đẹp hơn, xuống nhà là tù lắm, đội đẹp hơn. Nhưng mà lỡ nó chiếm nhà này mình nếu làm gì được á, một người chiếm đây đi, một người giữ đây, tao giữ đây cho. Tao không làm gì được, mình làm nhiều thứ vãi lồn luôn. Tao giữ đây cho, lấy tao còn vợt cho. Em xin. Ôi dính rồi. Phải lồn dính hai viên luôn. Rồi nó bắn rồi. Nhà này nó bỏ nè, anh em qua đây bắt mấy này nè. Chung anh Trinh Ánh ơi, hở phải nhiều lắm. Xe máy kìa. Nó có hai thằng á. Ô, bồn nước nhìn thấy nhá. Bồn nước phải đẩy qua mình này, đừng để bị đốc nữa nhá. Rồi. Chịu bố tôi. Đâu em biết gì coi chưa? Mày bắn ai? Ba hàng bên trái nha. Trong kho dưới có nữa nè, kho dưới có xe nè. Còn 4 thằng á. Còn khói nhiều không? Một viên đầu này. Nhà trái ao bo nè. Nhà trái bo thu trước mình nè. Ui nó vô trước anh ơi. Bể đầu. Công đi. Trời ơi. Mình chơi ta. Không có nên không nghe lại rồi. Nó mình chơi rồi. Kia ra ngoài. Nhà bên kia con nhà. Một cuối trong này. Cái này không là cứu, đang cứu. Đang cứu bên phải. Này nấu ơi. Má yếu rồi. Nó đéo cứu sao? Nó cứu rồi. Bò ra ngoài thằng ơi. Chưa cứu. Chưa cứu, nó bò ra ngoài. Chết rồi. Một. Còn hai thằng lớn. Một này.
you have just Faker nightmares. You wake up in a cold sweat. You're like, Faker's behind me. I know, right? Even though I only have a mat on the floor, I think he's in the bed. Oh, Faker may be in trouble here, Denmark. Tries to clean it up for Ryu. Oh, look at the cleanse. Look at the moves. Faker, what was that? Oh! Trời ơi, nhảy né kêu chứ. Nhảy né skill chứ. Trời ơi. Phải nó đứng ngay lại kìa, đéo âm đậu được. Thiệt mà 2 kill 121 hitbone. 12 kill, trời ạ, nhiều. Không, 2 kill 121 hitbone. Còn táp dính đâu mà, băng đéo được. Gai vãi luôn. Ném hết chứ, đồ mới có gì là phải ném hết chứ, đồ chứ sao vậy anh em, đồ. Thôi nha, mọi người chơi vui vẻ nha. Ok, ok. Bye bye anh. Bye. Mai leo tiếp. Ui, điệp mày bật ti này chỉ có top 1 thôi ấy. Điệp mà. Ngày mai kích Quang để cho Quang chơi nữa.